Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc vừa đón nhận 14 triệu đô la từ ông lớn truyền thông của Đức, Hubert Berda Media. Trong đó, tập đoàn Hubert Berda Media đầu tư 10 triệu đô la, 4 triệu đến từ các nhà đầu tư khác, bao gồm cả nguồn tiền từ các nhà quản lý cao cấp của Hubert Berda Media với tư cách cá nhân. Về việc sử dụng khoản đầu tư mới, Cốc Cốc cho biết sẽ dành để tập trung hoàn thiện các sản phẩm hiện có và chuẩn bị cho ra mắt phiên bản trình duyệt Cốc Cốc trên mobile vào cuối năm 2015. Đồng thời, startup này cũng sẽ bắt tay và tiến hành các hoạt động thâm nhập thị trường nước ngoài. Ngoài ra, đại diện Cốc Cốc cũng nhấn mạnh sẽ chú trọng đầu tư vào đội ngũ kinh doanh, mà cụ thể ở đây là nâng cao chất lượng đội ngũ sales và chăm sóc khách hàng.